Nhân viên về sự nghiệp tắm đến từ tập đoàn về sự nghiệp tắm Han nhé. Xin chào anh ạ. Khi mà em cũng như chắc hẳn là rất nhiều các bạn khán giả cũng như em thôi, khi mà lựa chọn sử dụng một sản phẩm thì luôn luôn là cân đo giữa việc là mặt tốt cũng như là mặt xấu của sản phẩm đó. Vậy thì ngay bây giờ em có một thắc mắc, đó là với việc là sử dụng đèn sửa nhà tắm thì sẽ có mặt tốt và mặt xấu như thế nào ạ? Như các bạn đã biết ý, thì đèn sửa nhà tắm là sử dụng là rất chi là tốt, nhưng nó không xấu. Đấy, về đèn sửa nhà tắm, thứ nhất là nó sẽ giúp mọi người sẽ luôn ấm trong quá trình tắm. Đấy, ngoài ra là còn có nhiều những cái tác dụng tốt như là giúp chống cái bệnh vàng da cho trẻ sơ sinh. Đấy, tăng cường hấp thụ canxi. Đấy, nó có cái ánh sáng tự nhiên như sáng mặt trời, có lượng vitamin D tự nhiên. Đấy, ngoài ra thì nó ấm tức thì, không phải đợi như những cái loại sưởi khác. Đấy, bật cái là ấm luôn. Vâng ạ. Vậy thì khi mà sử dụng đèn sửa nhà tắm thì em lại nhớ đến một số những cái bài báo viết về hiện tượng là đèn sửa nhà tắm bị nổ. Thì anh có thể cho em hỏi là đây có phải là một mặt xấu của đèn sửa nhà tắm không ạ? Đèn sửa nhà tắm bị nổ đấy là do những cái lý do như sau. Đấy, những cái đơn vị nhập hàng về của những cái nhà máy mà không có tên tuổi uy tín, những cái mặt hàng không có thương hiệu, hàng trôi nổi là sẽ rất dễ gặp phải cái tình trạng nổ bóng, cháy bóng. Đấy, còn khi mọi người mua thì nên chọn những cái đối tác uy tín, những cái thương hiệu tên tuổi đấy, để có được cái sản phẩm ưng ý, đấy, độ bền chất lượng tốt trong suốt quá trình sử dụng, nên mình sẽ được yên tâm. Vâng. Vậy thì một số những cái đối tượng như là bà bầu hay là trẻ sơ sinh thì có sử dụng được những cái sản phẩm thông thường không, hay là phải sử dụng sản phẩm có thể gọi là chuyên dụng cho những đối tượng đó? Đấy, đối với cái đèn sưởi thì nó có nhiều loại và rất nhiều dòng, nhiều dạng. Đấy thì tùy vào những cái đối tượng sử dụng, mà tùy vào cái đối tượng sử dụng mà mình sẽ chọn cho mình được cái sản phẩm mà phù hợp nhất. Ví dụ như đối với bà bầu và trẻ nhỏ thì nên chọn cái loại đèn sưởi một bóng dạng ống không chói mắt, chịu nước toàn phần. Đấy, hoặc là đối với những cái người lớn hoặc là những anh chị em thanh niên ấy, thì là chọn những cái loại đèn sưởi cái bóng dạng tròn, có cái cường độ ánh sáng nó lớn hơn. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Các bạn thân mến, như những gì mà anh Mạnh vừa chia sẻ thì sử dụng đèn sửa nhà tắm, các bạn sẽ luôn luôn nhận được những lợi ích nhất định nếu như các bạn lựa chọn được sản phẩm có tên tuổi, thương hiệu uy tín cũng như là lựa chọn một dòng sản phẩm phù hợp nhất với đối tượng sử dụng. Còn bây giờ, Linh Trang và anh Đức Mạnh phải nói lời tạm biệt với các bạn.